Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 99 Xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Quyển Hạ Trang 89 Trang 89 Mời xem Kinh Văn Hàng Thứ Hai Chúc lụy nhân thiên phẩm đệ thập tam đây là phẩm cuối cùng của bản kinh cũng là lời di chúc cuối cùng của đức thế tôn lời lẽ vô cùng khẩn thiết chúng ta đọc tụng phải hiểu cho thật kỹ càng Mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Thế Tôn Cử Kim Sắc Tý Hữu Ma Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đảnh Nhĩ thời Chính là Sau khi Nói xong phần Thấy nghe được lợi ích rồi thì sau cùng Đức Thế Tôn muốn giao phó Sứ mệnh Độ hóa chúng sanh này Cho Bồ Tát Địa Tạng Cho nên chỗ này là Cử tí ma đảnh Một mặt Biểu thị Sự an ủi Mặt khác là đại biểu cho sứ mệnh trọng đại Phải giao phó cho Bồ Tát Dưới đây Phật nói Đây là ở trang 90 của Kinh Văn Nhi tác thị ngôn Địa tạng, địa tạng Đức Thế Tôn gọi liên tục Tên của Bồ Tát Địa Tạng đến hai lần Đây là biểu thị Tình thương sâu đậm Giao phó trách nhiệm nặng nề Ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy Tâm từ bi khẩn thiết Và lời nói thành khẩn của Thế Tôn Nhữ chi thần lực Bất khả tư nghị Câu này là Tán thán Thân của Bồ Tát Địa Tạng Ngài có thể Hóa Vô lượng Vô biên thân Rộng độ Tất cả chúng sanh khổ nạn Trong hư không Pháp giới Đây là do thân lực biến hiện không thể nghĩ bà nhớ chi từ bi bất khả tư nghị đây là khen ngợi nghị lực của ngài tâm từ bi của ngài vĩnh viễn không thói chuyển đây là điều vô cùng hiếm có Chúng ta thử xem Người phàm phu trong lục đạo Tuy có lòng từ bi Nhưng nếu như gặp phải nghịch duyên Cũng có người ở trong cảnh thuận Họ bị thoái chuyển Không thể sánh bằng Bồ Tát Địa Tạng Tâm nguyện ban vui cứu khổ của ngài vĩnh viễn không suy thoái nhớ chi trí huệ bất khả tư nghị trí huệ sâu rộng biện tài vô ngại bồ tát hiện thân cũng không có khác gì so với bồ tát quan âm tùy loại hiện thân tùy cơ thuyết pháp chúng ta biết bồ tát quan âm không có thân tướng nhất định Chúng ta xem thấy Ở trong sách hội hòa của người xưa Vẽ quan thế âm Bồ Tát biến tướng đồ Có đến hơn 500 loại thân tướng khác nhau Chứng tỏ 32 ứng thân Đó là 32 loại lớn Trong mỗi loại Lại hiện vô lượng vô biên thân tướng bồ tát địa tạng cũng vậy cũng vì chúng ta thị hiện đủ dạng phàm phu chúng ta có gặp mà không nhận ra đây là trí huệ sâu rộng biện tài vô ngại không thể nghĩ bạc dưới đây là nói biện tài nhớ chi biện tài bất khả tư nghị biện tài là nói việc khẩu nghiệp bạn thấy thân ngữ ý và trí huệ đều là không thể nghĩ bạn đây là chính thế Tùng đã tán thán bồ tát địa tạng ở trong pháp hội không chỉ như vậy sau đó lại nói Chánh sử thập phương chư Phật Tán tháng Tuyên thuyết nhữ chi bất tư nghị sự Thiên vạn kiếp trung Bất năng đắc tận Tán tháng như vậy Là đến cực điểm rồi Không chỉ một mình thích ca mâu ni Phật Tán tháng ngài Là không thể nghĩ bạc Mà tất cả chư Phật như lai Ở mười phương đều đồng thanh tán thán trí huệ đức năng thân ngữ ý từ bi giáo hóa của ngài thiên phạn kiếp trung đây là nói thời gian dài thập phương chư phật là nói số người nhiều tán thán ông trong thời gian dài như vậy cũng không thể tán thán hết Đoạn kinh văn này chúng ta nhất định không được lơ là Và thực tế biểu hiện đó là Tánh đức trong tự tánh của chúng ta Một phần hiếu kính trong tánh đức Đức hạnh này là không thể nghĩ bạc Dù chưa Phật như lai tán tháng cũng không thể tán thán hết được bồ tát khai mở tánh đức hiển lộ rồi mỗi một người chúng ta cũng có đức năng giống như bồ tát vậy thế nhưng rất đáng tiếc đức năng này chưa có khai mở hiển lộ ra được làm sao để khai mở hiển lộ đây dựa theo phương pháp trong bộ kinh điển này đã dạy và tu học là có thể khai mở tánh đức cho nên danh hiệu của bồ tát chủ đề của kinh điển đều có hai chữ địa tạng địa đại biểu cho tâm địa Tạng là thí dụ cho kho báo Tâm địa Của chúng ta Chân tâm lý địa Trí huệ thần lực Từ bi biện tài Đều không thể nghĩ bàn Vô lượng đức năng ở đây Chỉ nêu ra bốn năng lực Trên thực tế cái nào cũng không thể nghĩ bạc đó chính là một số nhà tôn giáo hiện đại tán thán thượng đế tán thán thần trong lời tán thán ca tụng gọi là toàn tri toàn năng không có gì không biết không có gì là không thể năng lực này nói thật ra là tánh đức trong tự tánh của chúng ta ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi biết được mình có cái năng lực này thì cần phải giác ngộ cần phải cố gắng nỗ lực khôi phục lại trí huệ đức năng của chính mình không những độ chính mình mà còn có thể độ tất cả chúng sanh từ đó cho thấy ở đây thế tu giao phó ủy thác cho bồ tát địa tạng chúng ta thử nghĩ xem nó có quan hệ với chúng ta hay không nếu như bạn hiểu rõ nhận ra được ý nghĩa này sẽ thấy có quan hệ rất lớn với chúng ta chúng ta nương nhờ cái duyên của bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng ở đâu những gì trong bộ kinh này nói chính là bồ tát địa tạng chúng ta có thể tin có thể hiểu có thể hành thì chính là phân thân của bồ tát địa tạng rồi không những chăm chỉ nỗ lực nâng cao cảnh giới của chính mình đó chính là một trong vô tận phân thân của bồ tát địa tạng như vậy mới là thật sự tu học pháp môn này ừ. xin xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây địa tạng địa tạng chúng ta xem thấy trên kinh văn ghi chép chứng tỏ cho thấy thế tôn đã hết lòng hết dạ từ bi đến cực điểm ký ngô kim nhật đau lợi chư thiên trung ư ừ bách thiên vạn ức bất khả thuyết bất khả thuyết nhất thiết chư phật bồ tát thiên long bát bộ đại hội chi trung Đoạn văn này Ký ngô là lời Thế Tôn tự xưng Ông phải nhớ kỹ Hôm nay ta ở Đao lợi chư thiên trung Trời đau lợi Tại vì sao lại thêm vào chữ chư thiên trung vậy? Ý nghĩa này Rất rộng Pháp hội này mọi người nên biết nó không có gì khác biệt so với pháp hội hoa nghiêm pháp hội hoa nghiêm là ở tại vô đề tràng nơi này dung thông giới hư không pháp giới cho nên thành phần tham gia pháp hội này là hết thảy các loài chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới không sót một loài nào cả hải hội hoa nghiêm pháp hội này cũng không ngoại lệ tuy là nơi giảng kinh là ở trời đau lợi là cung trời đế thích Đại chúng tham dự Pháp hội Cũng là tận hư không khắp Pháp giới Trên đến chư Phật như Lai Dưới đến trời và người Còn bao gồm Có cả Quỷ thần ở trong đó Bạn thấy Pháp hội này thù thắng biết bao lớn biết bao cho nên xưng là chư thiên thiên thần cõi trời dục giới trời sắc giới đều có tham gia pháp hội này cho nên bốn cái chữ này chữ đao lợi là nói địa điểm mở ra pháp hội chữ chư thiên là nói thiên chúng đã tham dự pháp hội này Ừ bách thiên vạn ức Bất khả thuyết Bất khả thuyết Nhất thiết chư Phật Bồ Tát Khi Pháp hội vừa mở đầu Chúng ta đã nhìn thấy rồi Pháp hội này vô cùng thù thắng Tất cả chư Phật mười phương ba đời Đều đồng tham gia Pháp hội này Ở trong tất cả kinh đại thừa xưa nay chúng ta chưa từng nhìn thấy cảnh giới thù thắng như vậy hiếm có khi nào một lần giảng kinh mà có toàn bộ tất cả chư phật đều đến tham gia chưa từng nghe nói Trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy cảnh giới này Trong hội Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà Chúng ta cũng nhìn thấy cảnh giới này Nhưng không phải vừa mở đầu Là đã đến tham gia Trên Kinh Tịnh Độ Khi đến phần lưu thông Chư Phật Mười Phương Tán Tháng Mọi người đọc thấy trong Kinh Di Đà có sáu phương Phật Thế nhưng bản dịch Của Đại sư Huyền Trang là mười phương Phật Vậy là chứng tỏ Bản dịch của Đại sư La Thập Đã tỉnh lược bớt Tuy lược bớt Nhưng ý nghĩa vẫn là viên mãn Hết thảy chư Phật Đồng tán tháng Nhưng không có nói rõ ràng Như trên kinh này Pháp hội vừa mở đầu Thì chư Phật như Lai đã tham gia rồi Mãi cho đến khi Pháp hội kết thúc Đây là cuối Pháp hội rồi Chư Phật tham gia Pháp hội này Từ đầu đến cuối Chúng Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Chúng Hộ Pháp đi theo Cùng với chư Phật đến nơi đây Kinh Hoa Nghiêm Nói rất nhiều Nói rất tỉ mỉ về số đại chúng này Nói mười loại đại chúng Tuy kinh này không có nói kỹ càng Nhưng ý nghĩa rất viên mãn Cũng giống như những gì Kinh Hoa Nghiêm nói vậy Ở trong Đại Pháp Hội này Phá dĩ nhân thiên chư chúng sanh đẳng Vị xuất tam giới Tài hỏa trạch trung giả Phó chúc ư nhữ Chữ tải Và chữ tái mà chúng ta hiện nay dùng Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Thời xưa thường hay dùng cách viết này Chữ tái tức là Lại một lần nữa Phía trước đã căn dặn rồi hiện tại căn dặn lại một lần nữa do sợ bồ tát quên mất đi việc này nhân thiên chưa chúng sanh đây là chỉ chúng sanh trong lục đạo vị xuất tam giới là chuyên chỉ tất cả chúng sanh trong lục đạo tại hỏa trạch trung nhà lửa là thí dụ ở trong kinh pháp hoa phật nói tam giới như nhà lửa lửa là thí dụ cho phiền não chỉ cần phiền não chưa dứt thì chắc chắn sẽ tạo tác nghiệp ác Nhân quả tuần hoàn Biển khổ vô biên Bạn tạo nhân ác cảm quả ác Khi thọ ác báo lại tạo nhân ác tiếp Thì vĩnh viễn không có ngày ra khỏi rồi Loại chúng sanh này là vô cùng đáng thương Trên Kinh Phật Thường nói là Kẻ đáng thương xót Là đặc biệt chỉ chúng sanh trong lục đạo này Muốn đem trách nhiệm đổ hết chúng sanh trong lục đạo này Giao cho Bồ Tát địa tạng Mà vì sao Phật không giao cho Bồ Tát khác vậy? Nguyên nhân này phân trước Đã nói qua với các vị rồi Địa tạng là đại biểu cho Pháp căn bản Pháp căn bản là hiếu thảo cha mẹ tôn kính sư trưởng Nếu như không thể hiếu thảo cha mẹ tôn kính sư trưởng thì học bất kỳ pháp môn nào cũng không thể làm được cho nên người mà đức phật giao phó chỉ có thể là bồ tát địa tạng đạo lý là ở chỗ này vô lịnh thị chư chúng sanh đọa ác thú trung nhất nhật nhất dạ đây là tâm bi của Thế Tôn Nhất định không muốn nhìn thấy chúng sanh tạo ác nghiệp Đọa vào trong ba đường ác Bao lâu vậy? Nhất nhật nhất dạ Phật cũng không muốn nhìn thấy Chúng sanh đọa lạc vào tam độ Thật sự là tứ làm tứ chịu Tuy Phật có tâm từ bi nhìn thấy họ như vậy cũng đành chịu thôi tại vì sao lại có loại hiện tượng này không chịu nghe chỉ dạy không chịu nghe khuyên bảo vậy thì có cách gì bây giờ chứ phật khuyên chúng sanh còn ma thì lừa gạt chúng sanh đúng như câu nói tất cả chúng sanh thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên nếu đi theo ma tùy vào ba đường ác nếu đi theo phật mới có cơ hội ra khỏi tam giới dù một ngày một đêm phật cũng không muốn nhìn thấy hà hướng cánh lạc ngủ vô gián cập a tỳ địa ngục động kinh thiên vạn ức kiếp vô hữu xuất kỳ đây là lời Phật nói tại nơi này Phật tuyệt đối không có nói lời hư dối Bạn xem thời gian đọa lạc vào trong địa ngục vô gián là dài bao nhiêu Thiên vạn ức kiếp Thời gian ở trong ba đường thiện không có dài được như vậy Mọi người đều biết Tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng Cũng chỉ có tám dạng đại kiếp Khi nhìn thấy như vậy Chúng ta mới thật sự hiểu rõ Chúng sanh trong lục đạo Nếu như không thể ra khỏi tam giới thì chắc chắn Thời gian ở trong ác đạo dài Thời gian ở trong ba đường thiện rất ngắn ngủi Đòa là vào trong địa ngục vô gián A Tỳ Là rất dễ dàng Tạo tội nghiệp này Đặc biệt là ở trong xã hội này hiện nay Người không hiếu thảo cha mẹ Không tôn kính sư trưởng Phỉ bán tan bảo Phá hòa hợp tăng Đây đều là Nghiệp nhân của vô gián Của A Tỳ Chúng ta bình lặng quan sát xã hội này Hiện nay có bao nhiêu người tạo tội nghiệp này chứ? Tội ngũ nghịch thập ác Mười nghiệp ác thì thân Tạo sát đạo dâm Khẩu nói dối Nói đôi chiều Nói thô ác Nói tiêu dệt Ý tham sân si Có người nào mà không tạo những nghiệp này chứ Tuy chúng ta học Phật hàng ngày lễ Phật, hàng ngày tụng kinh. Nếu như ba nghiệp thân ngữ ý của chúng ta vẫn bất thiện như cũ, thì vẫn phải bị đọa lạc. Tuyệt đối không phải nói người lễ Phật niệm Phật thì không bị đọa ba đường ác. Mọi người thử xem phần cuối trong quyển niệm phật viên thông chương sớ sau lời pháp sư quang đảnh đã nói một trăm lò quả báo của niệm phật một trăm lò quả báo khác nhau này điều thứ nhất là địa ngục tại vì sao người niệm phật bị rơi vào trong địa ngục vậy chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ đây là lời người xưa nói miệng niệm di đà tâm tán loạn đau mờm rác họng cũng chỉ uổng công trong tâm là ngũ nghịch thập ác miệng niệm di đà có tác dụng gì chứ vẫn là phải bị đọa vào địa ngục vô giá địa ngục a tỳ đây là điều chúng ta phải biết phải cảnh giác một người thật sự muốn tu học phải hạ công phu từ trên tâm địa này đối với tất cả chúng sanh tuyệt đối không có ác ý sao gọi là ác ý bất kỳ ý nghĩ nào trong thập ác cũng là ác ý Tuyệt đối phải không có Không có ý nghĩ ngũ nghịch thập ác Thì chúng ta mới có thể giữ được thân người Niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có hy vọng rồi Sự việc này Tuy nói là khó Tuy nhiên người nào cũng có thể làm được chứ không phải không làm được nhà nho cũng vậy người ta khắc niệm tác thánh niệm là vọng niệm chính là những ý nghĩ ngũ nghịch thập ác này bạn khắc phục được ý nghĩ này rồi thì bạn chính là thánh nhân ở trong phật pháp khắc niệm là làm phật chúng ta biết những thứ này là tập khí phiền não từ vô thị kiếp đến nay bởi vì thời gian của tập khí quá lâu có sức rất mạnh nó có thể khởi hiện hành bất cứ lúc nào Chúng ta rất muốn khắc phục nó Nhưng không khắc phục nổi rồi Cho nên Phật dạy chúng ta rất nhiều cách Là có đến tám dạng bốn ngàn pháp môn Nhiều phương pháp như vậy, nhiều con đường như vậy Chẳng qua đều là biện pháp khắc phục tập khí vọng tưởng mà thôi có rất nhiều phương pháp như vậy nhưng đối với chúng ta mà nói thuận tiện nhất thù thắng nhất dễ dàng nhất không gì bằng niệm phật ý nghĩ vừa sinh lập tức liền chuyển thành a di đà phật làm được như vậy gọi là công phu đắc lực Tuyệt đối không để cho niệm ác sanh khởi. Niệm thứ nhất sanh lên, niệm thứ hai liền chuyển trở lại. Vậy gọi là người niệm Phật. Người này là biết niệm Phật. Lâu ngày dài tháng công phu đắc lực. Công phu đắc lực thì những ý nghĩ lung tung không thể khởi hiện hành. hạt giống tập nghiệp hoàn toàn chưa có đoạn là do bạn công phu đắc lực nên vọng niệm không khởi hiện hành công phu như vậy trong pháp môn niệm phật gọi đó là công phu thành khối ý nghĩa của công phu thành khối là câu phật hiệu này thật sự có thể hàng phục được phiền não có thể khống chế được tập khí trên kinh phật nói có được công phu như vậy thì bạn chắc chắn được sanh tịnh độ vậy là đới nghiệp giảng sanh trên kinh tịnh độ Tuy nói có tứ độ tam bối củ phẩm Chúng ta hiểu rõ rồi Không nên để tâm Đối với những sự việc này Biết rõ là trí huệ Không khởi phân biệt chấp trước Đó là công phu của bạn Nếu như bạn chấp trước những thứ này từng chút Thì phẩm vị của bạn sanh về thế giới Tây Phương cực lạc sẽ thấp Tập khí phiền não của bạn vẫn rất nặng Chúng ta biết Có sự việc như vậy Nhưng tuyệt đối không để nó ở trong tâm Không khởi phân biệt Không khởi chấp trước về nó bạn xem tâm của bạn thanh tịnh biết bao Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Phẩm vị giảng sanh của bạn sẽ cao Đạo lý là ở chỗ này Hướng hồ thế giới Tây Phương cực lạc là, là môi trường tu học đặc thù Không giống như tất cả cõi nước chư Phật mười phương Tất cả cõi nước chư Phật Ở trên sự tướng Thật sự là không bình đẳng Thế nhưng thế giới Tây Phương cực lạc Là Pháp giới bình đẳng Bồ Tát ở cõi Phạm Thánh Đồng Cư Độ Cùng với Bồ Tát ở cõi Thực Báo Trang Nghiêm Độ Nghe Kinh cùng với nhau điều này quả thật ở trên kinh chúng ta chưa từng nhìn thấy qua thế giới phương khác không có loại tình cảnh này vậy là chứng tỏ thế giới tây phương cực lạc là bình đẳng tuy có bốn cõi nhưng bốn cõi hợp chung lại với nhau bên trong không có ngăn ngại không có ngăn cách cũng không có chướng ngại Bốn cõi hợp chung với nhau Đây là cảnh giới không thể nghĩ bạc Chư Phật gọi là Pháp khó tin Chúng tôi giảng đến những chỗ này Thường hay dùng một thí dụ đơn giản dễ hiểu Để mọi người dễ nhận ra là giống như chúng ta đi học ở trường vậy Trường học thông thường Thì có lớp khác nhau Nhất định phải chia lớp ra để học Lớp 1 ở chung một phòng Lớp 2 thì học một phòng khác Lớp 3 lại ở vào một phòng khác Không giống nhau Tình hình ở thế giới cực lạc Rất là thù thắng Lớp mẫu giáo tiểu học cùng với tiến sĩ cùng học chung trong một giảng đường là giống như loại tình hình này vậy rất đặc biệt chưa nghe nói bao giờ các trình độ khác nhau đều cùng học chung với nhau đây là pháp giới bình đẳng trường học thông thường của chúng ta thì đại học với trung học tuyệt đối không học chung với nhau trung học và tiểu học cũng không học chung với nhau là không bình đẳng còn họ thì là bình đẳng tuy là bình đẳng nhưng trình độ của mỗi người quả thật khác nhau Thí dụ nói đều học chung với nhau trong một phòng học nhưng bồ tát cõi thực báo thấy báo thân của a di đà phật còn vàng thánh đồng cư độ nhìn thấy ứng thân của a di đà phật là khác nhau thấy tướng hảo quang minh của phật cũng không giống nhau Nhưng ở cùng với nhau Phật không có hiện ra hai tướng Phật chỉ hiện một tướng Do cách nhìn cảm nhận của mỗi người đều khác nhau Nhưng chắc chắn là ở chung với nhau Đây là cảnh giới không thể nghĩ bà Cho nên chư Phật khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật Vậy là rất có đạo lý Khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật là hết sức yêu thương bảo vệ rồi Đây mới là Pháp rốt ráo đích thực Lìa khổ rốt ráo Được vui rốt ráo Vậy mới thật sự là viên mãn mời xem kinh văn dưới đây. Địa Tạng, đây là lại gọi Bồ Tát Địa Tạng. Hễ là gọi tên thì chắc chắn có lời khai thị rất quan trọng. Gọi tên là đặc biệt nhắc nhở Bồ Tát. Thị Nam Viên phụ đề chúng sanh. Nam Diêm Phụ Đề chính là chỉ địa cầu của chúng ta Phật xuất hiện ở khu vực này Là Ngài đặc biệt quan tâm chúng sanh Ở trong khu vực này Chỉ tánh vô định Tập ác giả đa Tướng phát thiện tâm Tu du tức thoái Nhược ngộ ác duyên niệm niệm tăng trưởng Sáu câu nói này Là Phật đã chẩn đoán ra gốc bệnh của những chúng sanh Ở trong thế giới của chúng ta rồi Đây là gốc bệnh của chúng ta chúng ta phải biết chí tánh vô định câu này là vô cùng quan trọng chí có thể nói là nguyện vọng của họ tánh có thể gọi nó là tính cách bất định là thay đổi quá nhanh nói thật ra là luôn luôn khác nhau phật bồ tát gặp phải chúng sanh này cũng khó độ chí tánh vô định là tâm tánh suy nghĩ tán loạn người bình thường chúng ta nói người này không có chủ ý không có lập trường tập ác giả đa tập là tập tánh tập tánh ác nhiều thiện ít chúng ta xem thấy ở trong sách nho mạnh tử nói tánh người vốn thiện Tương tự nói tánh người vốn ác Hai vị này đều là hiền nhân Vì rốt cuộc tánh người là thiện hay là ác Trong Phật Pháp nói Ác nhiều thiện ít Cách nói của Thánh Nhân so với cách nói của họ thật sự là cao minh hơn một chút cách nói của khổng lão phu tử không giống như họ phu tử nói tánh tương cận tập tương viễn chữ tánh mà khổng tử nói là chân tánh chân tánh thì tất cả chúng sanh là như nhau không có khác biệt Chân tâm bụng tánh Tánh là giống nhau Nhưng quân tập thành khác nhau Là tập tánh Cho nên chữ tánh mà khổng tử và mạnh tử nói là không phải chân như bụng tánh Đó là tập tánh Tập tánh ngày nay chúng ta gọi là thói quen Tập quen thành tự nhiên Tập tánh không phải hình thành trong đời này mà là đời đời kiếp kiếp cho nên phiền não nhà phật nói là câu sanh phiền não bạn sanh ra đã mang theo phiền não rồi chứ không phải bạn học ở trong đời này là tập khí trong đời quá khứ của bạn cái này gọi là tập tánh tập tánh thì chắc chắn là ác nhiều thiện ích các vị đọc qua Bách Pháp Minh Môn Luận Trong Bách Pháp nói cho chúng ta biết phiền não Tâm sở phiền não có 26 tâm Nói cho chúng ta biết Tâm sở thiện chỉ có 11 tâm Bạn xem cái nào nhiều 11 tâm sở thiện 26 tâm sở ác Là ác nhiều thiện ít rồi huống hồ sức của ác là rất mạnh mẽ còn sức của thiện thì quá yếu ớt cho nên hầu hết mọi người gặp phải thiện pháp túng pháp thiện tâm tu du tức thoái rất khó giữ được gặp phải pháp ác thì họ niệm niệm tăng trưởng chúng ta phải biết được đạo lý này Gặp phải thiện pháp Tâm sở thiện quá ít Sức rất yếu ớt Không dễ gì giữ được Tại vì sao gặp ác pháp Họ liền tăng trưởng Vì tâm sở ác quá nhiều Rất là mạnh mẽ Từ đó cho thấy chúng ta nhìn thấy rất nhiều người có cơ hội tiếp xúc được phật pháp họ thấy hay tưởng đến nghe kinh Tụng đến niệm phật nhưng không bao lâu lại nghe nói họ đi học ngoại đạo đi học pháp môn khác rồi nguyên nhân gì vậy đạo lý là ở chỗ này tuy có cơ hội tiếp xúc được thiện pháp thế nhưng thiện căn của họ yếu ớt không thể duy trì dài lâu nhất định sẽ thối chuyển chúng ta nhìn thấy hiện tượng này biết được hiện tượng này là bình thường nếu như họ tiếp xúc thiện pháp mà không thói chuyển Đó là người không phải tầm thường Thật sự là tông ngàn dạng người Khó có được một vài người như vậy Họ có thể không thói chuyển Gặp phải ác duyên Họ không bị tăng trưởng Gặp được thiện duyên Họ sẽ tăng trưởng Chúng ta mới biết lỗi người này thiện căn sâu dày, lỗi người này chúng ta có thể tưởng tượng được trong một đời họ nhất định sẽ thành tựu cho nên sáu câu nói này thế tôn đối với chúng sanh cõi diêm phù đề kể cả chúng ta ở trong đó ngài đã đưa ra lời chẩn đoán chung chúng ta tự chính mình phải có tính cảnh giác cao độ thực sự phải học bồ tát pháp tạng chúng ta phải trụ chân thật huệ trụ chân thật huệ thì chí tánh liền định ngay nếu như không trụ chân thật huệ thì chí tánh làm sao mà định được chứ cho nên người bình thường hay thay đổi thì không có gì là lạ chí tánh họ bất định mà chỉ có trụ chân thật huệ thật sự biết tu hành đúng như đã dạy quyết định xa lìa danh vọng lựa dưỡng ngũ dục lục trận của thế gian thì chúng ta mới có thể bảo đảm trong đời này nhất định sẽ được thành tựu pháp thế gian có thể ảnh hưởng, có thể cám dỗ người ta chúng ta phải biết rõ, phải sáng tỏ Phải thấy rõ ràng Đâu là chân vọng Hư thực Thiện ác Thị phi lợi hại Mọi thứ đều có thể phân biệt rõ ràng Thì tự chính mình sẽ biết rõ Cần phải đi theo con đường nào gần đây cư sĩ lý mộc nguyên đây là vị bồ tát chân thật chứ không phải người thông thường ông phát tâm muốn xây dựng diện phật học đó là việc tốt nếu như diện phật học này phải chịu sự hạn chế của những khung pháp luật thế gian chúng ta phải làm phù hợp với những điều khoản của pháp luật cho phép cái gì thử nghĩ xem bạn có thể thoát khỏi tam giới hay không có thể ngộ nhập kinh điển hay không rất khó Hướng giáo dục của thế gian Hoàn toàn khác với hướng giáo dục của Phật Pháp Mục đích giáo dục của thế gian này là Dạy bạn có được kỹ năng Còn mục đích giáo dục của Phật Pháp Là dạy bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Cho nên khác nhau Pháp thế gian là bảo bạn học học rộng nghe nhiều giáo dục phật pháp là bảo bạn định nó là đạo ngay cả lão tử cũng hiểu được nguyên lý này vi học nhật ích vi đạo nhật tổn cho nên nói không phải là cùng một xương diệt Phật Pháp là đạo Pháp thế gian là học Việc học này Càng nhiều càng tốt Tăng trưởng kiến thức cho bạn Gọi là học thức Bạn cần học rộng nghe nhiều Phật Pháp là tu đạo Đạo thì phải thâm nhập một môn Mà mới có thể đắc định Mới có thể khai huệ Phật Pháp từ xưa đến nay Chưa có nghe nói xây dựng diện Phật học Thậm chí là xây dựng lớp Phật học Cũng không có Diện Phật học, lớp Phật học là bắt đầu từ khi nào? Cưới năm triệu thanh mới có Âu Dương Cánh Vô Lập nên nội học viện Ở Hạ Môn Lập nên diện Phật học Mân Nam Đại sư Thái Hư lập nên viên Phật học Vũ Hán Đến cuối Triều Thanh Đầu năm dân quốc mới có Trước đây chưa từng nghe nói bao giờ Thuyết Cà Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế gian Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm không có mở lớp phật học cũng không có thành lập viện phật học hằng ngày dạy học trước đây cách thức dạy học rất là giống trường tư thục thời cổ đại của chúng ta tuy không có tổ chức như trường học ngày nay nhưng đời nào cũng có xuất hiện người hiền mỗi thời đại khu vực đều có rất nhiều cao tăng đại đức sau khi diện phật học thành lập thì có rất ít cao tăng đại đức xuất thân từ diện phật học kém rất xa so với thời xưa trước đây có một năm tôi giảng kinh tại Hồng Kông gặp được pháp sư Diễm Bội chúng tôi cũng rất ít gặp nhau ông đến Hồng Kông để viếng thăm pháp sư bên Hồng Kông đó tiếp đãi ông dẫn ông cùng đi du lịch Họ thuê một chiếc xe buýt Tôi cũng có mặt đúng hôm đó Nên cũng cùng tham gia Trên xe có rất nhiều người là học trò của ông Pháp Sư Diễn Bội rất cảm khái đối với tôi Nói về diện Phật học Ông nói thật sự những Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp ở các nơi hiện nay Đều không phải xuất thân từ viện Phật học Ông chỉ tôi và nói Kể cả thầy ở trong đó Nên giáo dục chúng tôi tiếp nhận Là giáo dục tư thục Không phải là giáo dục chính quy Của nhà trường Tôi học triết học cũng giống như giáo dục tư thục vậy Không phải được học ở trong khoa triết học Của nhà trường Tôi học triết học như tiên sinh Phương Tông Vĩ Tại nhà của thầy Mỗi chủ nhật hàng tuần Thầy dạy cho tôi hai giờ đồng hồ Học trò chỉ có mỗi mình tôi Một thầy một trò Chúng tôi học như vậy mà nên Học Phật Pháp cũng là như vậy Ba năm đầu tôi gần gũi Đại sư Chương Gia cũng là học hai giờ đồng hồ Mỗi chủ nhật hàng tuần Một thầy một trò Tôi tiếp nhận sơ chỉ dạy của Đại sư Chương Gia Được 3 năm Lấy nền tảng này Vì sao đến Đại Trung Gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Học giảng kinh thuyết Pháp với thầy cho nên nền giáo dục phật pháp là nền giáo dục đặc thù phương pháp của nó khác như thế gian mục tiêu cũng không giống nhau hiệu quả đương nhiên là khác nhau cái họ mong cầu là trí huệ đức năng tánh đức hiển lộ Dựa theo kinh điển Phật Pháp mà nói Chương trình tu học của nó Chính là Tam học giới định quệ Giới học Là vậy chúng ta Phải biết đối nhân xử thế như thế nào huệ học chính là dạy chúng ta nhìn thấu hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh định học chính là dạy chúng ta buông xả khôi phục tâm bình đẳng thanh tịnh của chính mình Cho nên nên giáo dục này Chúng ta có thể đạt được thọ dụng chân thật Chân thật là phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Cả đời Thế Tôn Dùng đường lối này Tông chỉ này Để hướng dẫn học trò vì sao cao tăng đại đức hết đời này đến đời khác đều tuân thủ theo lời giáo huấn của phật không làm trái ngược lại tông chỉ này lưu truyền ban bố phật pháp giáo hóa chúng sanh chúng ta phải hiểu cái đạo lý này ở thời đại này làm thế nào có thể dung hợp quy tắc dạy học của thế gian. mà không đi ngược lại với tông chỉ dạy học của Phật Đà. Thì diễn Phật học này mới là hoàn toàn thiên mỹ. không đến nỗi phải chạy theo phật học chạy theo phật học là chúng ta thất bại rồi như vậy là xem phật pháp là môn học thuật thế gian để nghiên cứu không thể đạt được sự thực dụng của nó chúng ta phải học phật học phật với phật học là hai việc khác nhau học phật sẽ thành phật phật học không thể giải quyết vấn đề học phật mới có thể giải quyết vấn đề ở dưới đây thế tôn nói tiếp dĩ thị chi cố Ngô phân thị hình Bách thiên ức hóa độ Tùy kỳ căng tánh Nhi độ thuyết chi Câu này là Đức Thế Tôn Làm tấm gương cho Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng là dùng Vô lượng vô biên Phân thân mà ứng hóa ở thế gian. Cần dùng thân gì để độ? Thì ngài liền hiện thân ấy. Cần phải thuyết cho họ những pháp môn nào? Phật liền thuyết cho họ những pháp môn đó. Chư Phật Bồ Tát Hiện nay có ở thế gian này của chúng ta hay không? Trong tưởng tượng của chúng tôi nhất định là có rất nhiều Vì sao vậy? Chúng sanh thế gian hiện nay gặp nạn Tâm từ bi của Phật Bồ Tát đặc biệt khẩn thiết Nên nhất định có rất nhiều Các ngài không để lộ thân phận Nên chúng ta không biết được Trong sách xưa Có ghi chép người để lộ thân phận không nhiều. Có mấy vị mọi người tương đối đều đã biết. Chúng ta biết hàng sơn thập đắc là do văn thù phổ hiện hóa thân đến. A di đà phật tái lai. Chúng ta biết là Ngài Dính Minh Duyên Thọ Đây là tổ sư đời thứ sáu Của tịnh độ tông chúng ta Là a di Đà Phật Tái Lai Hòa Thượng Phong Can Năm đó ở chùa Quốc Thanh Đây là a di Đà Phật Tái Lai Thích Canoni Phật Tái Lai Thì nghe nói ở trong truyện ký ghi chép Trí giả đại sư là do Thích Ca Mâu Ni Phật Quá thân tái lai A Di Đà Phật còn có đại sư thiện đạo cũng là Ngài Đây là tổ sư đời thứ hai của tịnh Độ Tông Cận đại Thì chúng ta biết Ấn Quang Đại Sư Là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Lai Thời nhà Tống và thời Nam Tống Có bố Đại Hòa Thượng Là Bồ Tát Di Lặc Tái Lai Đây là mấy vị mà hiện nay Mọi người đều đã biết Có để lộ thân phận Những vị không để lộ thân phận Thì rất nhiều Quá nhiều, quá nhiều Thế Tôn đã làm nên tấm gương phật tái lai cũng là cần dùng thân gì để độ thì liền hiện thân ấy tùy kỳ căng tánh nhi độ thoát chi câu này đối với chúng ta mà nói là vô cùng vô cùng quan trọng việc giáo hóa chúng sanh là rất linh hoạt Chứ không phải chỉ có một phương pháp cứng nhắc nhất. nhất định phải biết tướng cơ thuyết pháp Tượng theo căn tánh của họ Mà làm cho họ được giải thoát Cách này linh hoạt biết bao Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Địa tạng Ngô kim ân cần dĩ thiên nhân chúng phó chúc ư nhữ lại gọi tiếp đặc biệt nói ân cần ngữ khí mỗi lúc một trân trọng hơn mỗi lúc một khẩn thiết hơn ta đem những chúng sanh khổ nạn trong lục đạo này giao phó cho ông ông hãy dùng trí huệ của mình dùng tâm từ bi của mình dùng thần lực của mình nhất định phải giúp những người này vị lai chi thế Chữ vị lai là chỉ Thời gian sau khi thế tôn diệt độ Chúng ta hiện nay chính là vị lai chi tế mà Ngài đã nói Nhược hữu thiên nhân Cập thiện nam tử thiện nữ nhân Chúng ta biết Thiên nhân là thiện Là cõi thiện Nhờ mười nghiệp thiện mà sanh lên cõi trời Cho nên người cõi trời là thiện nhiều ác ít Càng lên trên là càng thiện Cõi trời dục giới Vẫn còn một số niệm ác Đến cõi trời sắc giới Công phu thiền định sâu rồi Ý nghĩ ác dục hoàn toàn bị hàn phục cho nên thiện nam tử thiện nữ nhân của thế gian tiêu chuẩn của thiện này rất thấp không cao chưa đầy nói ư phật pháp trung chủng thiểu thiện căn nhất mau nhất trần nhất xa nhất trích tiêu chuẩn của kẻ thiện nam người thiện nữ ở chỗ này Khác với kẻ thiện nam người thiện nữ mà phía trước nói Đây là chúng ta đọc kinh văn này Ý nghĩa trong mỗi đoạn kinh văn Thấy tiêu chuẩn của nó không giống nhau Tiêu chuẩn ở chỗ này là thấp nhất Gieo ít thiện căn ở trong Phật Pháp Dù thiện căn rất ít Dưới đây là thí dụ Nhất mau Mau là lông trên người chúng ta Là thứ nhỏ nhất trong chánh báo Nhất trần Là hạt bụi nhỏ trong y báo Một hạt cát Nhất trích là một giọt nước Đều là hình dung số ít Cũng chính là nói Cho dù gieo trồng thiện căn nhỏ như vậy Ở trong Phật Pháp ông cũng không được bỏ sót họ đây là phật giao phó cho bồ tát địa tạng chúng ta rất tin tưởng bồ tát địa tạng nhất định là y giáo phụng hành Tuyệt đối không được Làm trái Bỏ quên lời giáo phó của Thế Tôn Thế là Chúng ta được an ủi rất lớn Tuy là thiện căn của chúng ta không nhiều Nhưng ở đây nói bằng sợi lông Hạt bụi, hạt cát, giọt nước Thì chúng ta có Cái này không giả chút nào khi chúng ta ở đạo tràng Xưng danh hiệu Phật Cuối lễ một lại Đó chính là trồng thiện căn Bồ Tát Địa Tạng đâu có lý nào không chăm sóc chứ Nếu Bồ Tát Địa Tạng không có cách gì chăm sóc Đó là chúng ta gặp ác duyên Niệm ác là cứ luôn tăng trưởng Vì thì vô phương rồi Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng không cách gì chăm sóc được Bồ Tát Địa Tạng cũng sẽ cảm thấy Lực bất tòng tâm rồi Vì bạn không nghe chỉ dạy mà Nếu như chúng ta có thể niệm niệm tăng trưởng Từ một chút thiện căn này Thì nhất định được Bồ Tát hộ niệm Nhất định được Bồ Tát gia trị Chúng ta đọc tụng Nghiên cứu kinh điển Sẽ khai ngộ Chúng ta niệm Phật Công phu sẽ đắc lực Chúng ta đoạn trừ diệt ác sẽ không cảm thấy rất khó khăn Đều là nhờ Bồ Tát gia trì cho chúng ta Chúng ta tu thiện Có thể sanh tâm hoan hỷ Những điều này Chúng ta suy nghĩ thật kỹ xem Hả chẳng phải Thế Tôn Đã căn dặn Bồ Tát Địa Tạng Ở cung trời hay sao Sau khi Phật diệt độ Bồ Tát Địa Tạng là đại diện cho Phật Sau khi Phật diệt độ Trong ba thời kỳ Pháp dựng Chánh Pháp tượng Pháp mạc Pháp này Ngài là thay thế cho Đức Phật Tương lai Pháp dẫn của Thế Tôn ở thế gian bị tiêu mất Là sau 12.000 năm sẽ bị tiêu mất Mãi cho đến trước khi Bồ Tát Di Lặc Hạ sanh thị hiện thành Phật Thì khoảng thời gian này rất dài dùng cách tính của thế gian chúng ta mà tính là hơn 5 tỷ năm. Chúng sanh rất khổ vì thế gian không có Phật pháp, đều phải nương nhờ Bồ Tát Địa Tạng đến giúp đỡ. Phải dựa vào Bồ Tát Địa Tạng đến giáo hóa. Đây là sự giao phó của Thế Tôn đối với Bồ Tát Địa Tạng ở trong pháp hội này. Bồ Tát Địa Tạng gánh vác sứ mệnh này. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều đến hỗ trợ Bồ Tát Địa Tạng. đều đến giúp đỡ ngài nhằm thành tựu việc tốt độ chúng sanh này tại vì sao chư phật như lai chư đại bồ tát đều đến hỗ trợ bồ tát địa tạng vậy bởi vì chư phật bồ tát là cùng có chung hoằng nguyện đối với việc độ hóa chúng sanh bất kỳ người nào đứng ra chủ đạo các ngài đều vô cùng vui vẻ đến phối hợp tuyệt đối không có đố kỵ chướng ngại chỉ có hết lòng hết sức đến mà thành tựu trong pháp thế gian vẫn thường nói thành tựu việc tốt của người hướng hồ việc này chính là việc bổn phận của chư Phật Bồ Tát thì đâu có lý nào không hết lòng hết sức hỗ trợ chứ Trí kiến của phàm phu thì khác Phàm phu thường nghĩ Đây là việc của họ làm Không liên quan gì đến ta Đây là tri kiến của phàm phu Chúng ta muốn hỏi Việc họ làm này Có phải là lợi ích xã hội Lợi ích chúng sanh hay không Ngày nay việc chúng ta làm Có phải cũng là lợi ích cho xã hội Lợi ích chúng sanh không nếu như mục đích đã giống nhau vậy thì có gì để phân biệt việc gì ở trong đây phải phân chia ta người phân chia ta người làm chướng ngại sự nghiệp nếu như biết là việc này là nguyện vọng chung sự nghiệp chung thì ta và người là không hai họ làm cũng giống như mình làm vậy nói thật ra họ làm thì ta càng phải nên vui mừng hơn có người làm thì chúng ta sẽ đỡ bớt tâm sức chúng ta ở bên cạnh hết lòng hết sức hỗ trợ là công đức viên mãn Cho nên cách nghĩ của chư Phật Bồ Tát Khác với cách nghĩ của Phạm Phu Cách nghĩ của Phạm Phu Là việc này nhất định phải thuộc về tôi Thì mới chịu chăm chỉ làm không phải thuộc về dịp của tôi thì tâm sốt sắng đó sẽ giảm bớt rồi. Tuy là phật dạy chúng ta tùy hỷ công đức, tâm tùy hỷ đó tóm lại không viên mãn rồi. đây là tư tưởng sai lầm quan niệm sai lầm của phàm phu đã làm chướng ngại cơ duyên tích công lũy đức của mình không biết được sự thành tựu của họ chính là sự thành tựu viên mãn của mình cho nên luôn luôn không thể hết lòng, hết dạ, tùy hỷ Chung quy lại Đến cội nguồn Vẫn là do chưa mở trí huệ Chưa có hiểu rõ chân tướng sự thật Cho nên vẫn còn phân chia ta người phân chia ta người chính là chưa có buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy là tạo thành chướng ngại nặng nề trong tu học tích công lũy đức chính bởi vì như vậy cho nên chư phật bồ tát cật lực khuyên dạy chúng ta phải đọc tụng đại thừa đạo lý là ở chỗ này dạy chúng ta phải gần gũi thiện tri thức thiện tri thức ở đâu kinh giáo đại thừa chính là thiện tri thức những bản chú giải của tổ sư đại đức xưa nay chính là thiện tri thức chúng ta thường xuyên động tụng thường xuyên tìm hiểu y giáo phụng hành đây là thật sự gần gũi phật bồ tát gần gũi thiện tri thức trong tri thức hiện nay mà nói chữ tri thức này đúng như lời trong chú giải của cổ đức nói là tri là chúng ta biết có người này nghe tên nghe tên mà chưa gặp mặt gọi là tri thức là ta biết họ đã từng gặp mặt rồi đây gọi là thức phàm những người nào được tri và thức thì đương nhiên chúng ta đều rất ngưỡng mộ rất tôn kính đối với họ họ có điểm đáng để chúng ta tôn kính ngưỡng mộ trong phật pháp cái này thuộc về đạo nghiệp là đạo đức học vấn của họ chứ tuyệt đối không phải là của cải của họ địa vị của họ không phải những thứ này điểm mà chúng ta ngưỡng mộ là đạo đức học vấn Hiện nay trong hàng tri thức Đức học của họ Tương ưng với Phật Pháp Thì chúng ta có thể học với họ Nếu như đức học của họ Không tương ưng với những gì trên kinh điển nói Thì chúng ta cần nên kính nhi viễn chi Kính nhi viễn chi là chúng ta tôn kính họ ừ. Viễn là chúng ta không học tập theo họ Không học tập theo Gọi là viễn Chứ không phải cố ý trốn tránh thật xa Vậy thì sai rồi Vậy thì không có lòng tôn kính Là không học tập theo họ Đây là thái độ làm người cầu học đúng đắn của chúng ta. Chúng ta tiếp tục xem đoạn dưới đây. Phục thứ địa tạng, vị lai thế trung, nhược thiên nhược nhân, tùy nghiệp báo ứng, là tại ác thú ở trong chú giải vừa mở đầu đã trích dẫn một bài kệ trên kinh bài kệ này cũng là bài mà mọi người rất là quen thuộc chúng ta hãy đọc qua một lượt kinh vân giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ đây là lời phật nói là lời chân thật Giả sử bách thiên kiếp là thật Chứ không phải là giả thiết Nghiệp đã tạo Hạt giống tập nghiệp Rơi vào trong A là gia thức A là gia là cái kho chứa Chứa ở trong đây sẽ dính diễn không bị mất vĩnh viễn không bị biến chất sự việc này rất là phiền phức đây là nhân nghiệp nhân gặp được duyên nó sẽ khởi hiện hành hiện hành chính là quả báo quả báo này bạn chắc chắn phải nhận Từ đó cho thấy Một người nếu như họ không có năng lực Thoát khỏi lục đạo luân hồi Thì nghiệp nhân thiện ác Mà họ đã tạo trong vô lượng kiếp Cho dù trải qua vô lượng ức kiếp Nếu gặp được duyên Vẫn phải thọ báo Đây đúng như câu nói giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Ai định vậy? Do chính mình định, chứ không phải người khác định. Là chính mình tạo tác ra nhân, hiện nay phải nhận quả báo. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Người mê hoặc Dám tạo nghiệp Là họ vô minh Bồ Tát giác ngộ Chắc chắn không dám tạo nghiệp Cho nên trên kinh nói Chúng sanh sợ quả Bồ Tát sợ nhân Bồ Tát là người giác ngộ Chúng sanh mê hoặc Khi tạo tác thì mù mà mù mờ Đến khi thọ báo thì sợ hãi Dù có sợ cũng không kịp rồi Không tác dụng nữa Bồ Tát giác ngộ Cho nên đối với việc khởi tâm động niệm Họ rất thận trọng Rất cẩn thận Đối trước tất cả người tất cả sự tất cả vật nhất định không khởi ác niệm vì sao vậy họ biết khởi niệm ác là gieo một hạt giống ác vào trong a lại gia thức tương lai gì sao sẽ có ác báo hiện tiền tại vì sao phải đi làm việc này chứ cho nên tuyệt đối không nên khởi niệm ác cho dù tập khí ác đã cũ nhưng gặp duyên liền khởi hiện hành các vị phải biết chúng ta khởi lên một niệm ác cũng là do hạt giống tập khí ác khởi hiện hành vào lúc này người giác ngộ niệm này vừa khởi lên thì họ lập tức khống chế Đè nó xuống Người niệm Phật là dùng câu Phật hiệu Để đè nó xuống Như vậy chính là công phu Cho nên phải biết Những hạt giống Tập nghiệp trong A Lại Gia Thức này Từng giây từng phút khởi hiện hành Tối ngủ nằm mộng cũng là khởi hiện hành nếu nó không khởi hiện hành thì làm sao có cảnh giới trong mộng được chứ cảnh giới trong mộng đều là do hạt giống tập nghiệp khởi hiện hành cho nên người biết dụng công sẽ hạ công phu ngay chỗ này dùng một câu phật hiệu một câu danh hiệu bồ tát chuyển đổi ý nghĩ này trở lại. Tại vì sao bảo bạn phải thường xuyên niệm Phật, niệm Phật nhiều? Bạn niệm Phật là gieo hạt giống Phật vào trong A-lại gia thức. A-lại gia thức hàm chứa vô lượng, vô biên những hạt giống này. Cho nên biến hiện ra tận hư không pháp giới thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do hạt giống tập nghiệp hiện hành sao bạn có thể trách cảnh giới bên ngoài chứ toàn bộ tất cả cảnh giới bên ngoài thuận cảnh cũng vậy nghịch cảnh cũng vậy đều là do hạt giống tập nghiệp của mình đã khởi hiện hành người mê không hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên trong cảnh giới sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước sợi tâm động niệm người giác ngộ hiểu rõ hiện tượng cảnh giới biết đó là do đâu mà có nên thuận cảnh cũng vậy ác cảnh cũng vậy thấy đều là do hạt giống tập nghiệp trong a là gia thức của chính mình biến hiện ra Cho nên họ ở trong thuận cảnh Cũng không khởi tâm động niệm Ở trong nghịch cảnh cũng không khởi tâm động niệm Thản nhiên mà đón nhận Đây gọi là chân thật tu hành Ở trong tất cả cảnh duyên Dĩ nhiên duy trì thanh tịnh bình đẳng giác là chân thật công phu là chân thật tu hành thanh tịnh bình đẳng chính là không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước giác là rất rõ ràng rất sáng suốt họ không mơ hồ đối với hết thảy hiện tượng lý sự tánh tướng nghiệp nhân quả báo của nó không có gì là không biết rõ không có gì là không sáng tỏ đây là chánh giác Cho nên trên đề kinh của kinh vô lượng thọ là thanh tịnh bình đẳng giác, năm chữ này đã nói rõ hết rồi. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày có thể tương ứng với năm chữ này. Thì đời sống của bạn sống là đời sống của Phật Bồ Tát rồi. Thì trên kinh cũng chính gọi là Trụ chân thật huệ Hết thảy hành vi Việc làm của bạn Đều là lợi ích tất cả chúng sanh Trên kinh gọi là Huệ dĩ chân thật lợi ích Đây mới là tích lũy công đức Mà trên kinh Phật thường hay dạy chúng ta Có thể thấy tích công lũy đích nếu mình không phải trụ chân thật huệ ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Vậy thì câu nói này là hữu danh vô thực. Chân thật thực hiện chúng ta biết cần phải làm như thế nào. Chúng ta thử xem thế gian này đúng như lời Phật nói trên Kinh. vị lai thế trung là nói sau khi phật diệt độ nhược thiên nhược nhân đây là nói hết thảy chúng sanh trong lục đạo tuy nghiệp báo ứng nói thật ra rốt cuộc chúng sanh trong lục đạo là như thế nào bốn chữ này cũng đã nói rõ ràng rồi chúng ta đến thế gian này đời này đến làm người chúng ta đến làm người để làm gì tùy nghiệp báo ứng nếu trong đời quá khứ làm việc thiện thì bạn đến để hưởng thụ quả báo thiện nếu trong đời quá khứ tạo nghiệp ác thì bạn đến đây để tiếp nhận quả báo ác Cho nên Phật nói Nhân sanh thù nghiệp Bốn chữ này Cũng chính là lời tổng kết Cho đời người rồi Còn người sanh đến thế gian này để làm gì? Là đến để đền trả nghiệp báo Là bạn đến để làm việc này Chúng sanh trong lục đạo Không có chúng sanh nào Là ngoại lệ bạn đều là đến để đền trả nghiệp báo của chính mình Thế nhưng chúng ta mê hoặc Trong lúc đền trả nghiệp báo Lại tiếp tục không ngừng Đang tạo nghiệp Nên việc này là phiền phức rồi Đây thật sự là nhân quả tuần hòa Không bao giờ ngừng dứt Phiền phức này lớn rồi cho nên ở trong lục đạo luân hồi vĩnh viễn không có lúc nào thoát ra được hiện tượng luân hồi vô cùng tinh vi chặt chẽ tuyệt đối không phải nói con người này của chúng ta sau khi sống mấy mươi năm chết đi lại luân hồi đến cõi nào cái tướng này quá thô rồi tướng cực kỳ vi tế ở đâu chị là ý niệm bạn từ trong khởi tâm động niệm nhận ra được chân tướng của luân hồi bạn mới bỗng nhiên vỡ lẽ luân hồi của chúng ta là từng niệm đang luân hồi từng niệm là nhân quả tuần hoàn nhân quả chuyển đổi nhân quả tiếp nối đây chính là chân tướng của luân hồi cho nên nó ở trong từng niệm bởi vì có nhiều ý nghĩ ác. Có nhiều hành vi ác nên là tại ác thú. Ác thú là chỉ ba đường ác. Ba đường ác Đại sư Thiên Thai nói cho chúng ta biết Ngài nói thập pháp giới Ở trong mỗi pháp giới đều có đủ 10 pháp giới Cho nên gọi là bách giới Chúng ta căn cứ theo nguyên lý này Mới biết được Ở trong lục đạo Mỗi một đạo đều có đầy đủ lục đạo Bạn quan sát thật kỹ Sẽ thấy Ở trong cõi người Có cõi trời Ở trong cõi người Có cõi tu la Ở trong cõi người Có cõi súc sanh ở trong cõi người Có cõi ngạ quỷ Cõi địa ngục ở trong cõi người Chúng ta đều là được thân người Đây là cõi người Trong tướng tông gọi đây là dẫn nghiệp Dẫn dắt chúng ta đến cõi này để đầu thai Chúng ta đều là được thân người Thế nhưng hoàn cảnh mà chúng ta hưởng thụ Có sáu cõi khác nhau có người hưởng thụ đời sống cõi trời là phước báo lớn có người sống đời sống vô cùng khổ cực như cảnh giới địa ngục vậy cùng là thân người giống nhau đây gọi là mã nghiệp mã nghiệp là quả báo thiện ác Cho nên nghiệp chia thành hai loại Một loại là dẫn dắt bạn đến cõi nào để đầu thai Một loại khác là sau khi bạn thọ sanh Sự thọ dụng của bạn Đại sư Thiên Thai nói thập Pháp giới Nói mười Pháp giới Phạm Di còn rộng hơn nữa Trong cõi người có cõi Phật là phật trong cõi người bồ tát trong cõi người thanh văn duyên giác trong cõi người lại cộng thêm bốn loại này thành ra là thập pháp giới mỗi pháp giới đều có đủ mười pháp giới như vậy lời trên kinh pháp hoa nói Trong mỗi pháp giới Có đầy đủ 10 pháp giới Vậy là 100 pháp giới rồi Ở trong mỗi pháp giới Có đầy đủ 10 pháp giới như vậy Thành ra là 1.000 pháp giới như vậy Đại sư trí giả đọc Kinh Pháp Hoa Đem đoạn Kinh Văn này trong Kinh Pháp Hoa triển khai ra để cho chúng ta nhìn thấy chân tướng sự thật trí giả đưa ra cho chúng ta thí dụ này giống như công thức trong toán học vậy bạn mô phỏng theo thí dụ này để triển khai tiếp bạn sẽ nhìn thấy chân tướng của pháp giới là trùng trùng vô tận trên kinh hoa nghiêm nói với chúng ta bách giới trong mỗi giới lại triển khai tiếp ra một trăm giới vậy là thành một ức pháp giới sau đó tiếp tục trong một pháp giới lại có đủ một ức pháp giới vậy là trùng trùng vô tận Trên kinh Đại thừa thường hay dùng lưới của Đại Phạm Thiên Vương để làm thí dụ. Cũng là để nói rõ chân tướng sự thật này. Sau đó chúng ta mới có thể hiểu được chút ít về trí huệ của chư Phật Bồ Tát. sự quan sát của chư phật bồ tát chúng ta có thể nhìn thấy được mấy phần chân tướng sự thật các ngài có thể thấy thấu triệt như vậy nếu như chúng ta ở nhân gian ở trong nhân gian nhìn thấy được nhân gian có sáu cõi thì tầm nhìn của bạn là đã khá rồi bạn đã nhìn thấu được một lớp rồi Thế nhưng Bất kỳ pháp giới nào Cũng sâu không đáy Và rộng vô biên Bạn thấy càng sâu càng rộng Là chứng tỏ trí huệ của bạn sâu rộng Trí huệ sâu rộng vô tận Pháp giới lý sự vô tận chúng ta từ chỗ này mới có thể hiểu được một chút ít trí huệ vô tận của chư phật bồ tát các ngài quan sát được sự sâu rộng vô hạn của pháp giới chúng ta học phật là phải học cái gì học cách khôi phục lại trí huệ đức năng của chính mình trong pháp giới thật sự sau khi khế nhập rồi thì mặc kệ chân vọng chẳng quan tâm có không chẳng quan tâm đến đi cũng mặc kệ ẩn hiện vậy là bạn thật sự khế nhập rồi khi chưa khế nhập thì có thể có những cách nói này những cách nói này chung quy lại chính là khoa học ngày nay gọi là thuyết tương đối bạn chưa có khế nhập là tương đối chúng ta sống trong thế gian này thế gian này là tương đối sau khi bước vào rồi thì chẳng còn tương đối nữa khái niệm tương đối sẽ không còn là tiêu mất rồi sự tướng tương đối đương nhiên là càng không tồn tại đây là mục tiêu cuối cùng của tu học phật pháp là kết quả mà người phát tâm học Phật chúng ta mong cầu. Lúc này mới có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề trong hư không pháp giới. Ở trong Phật pháp chính được vô thượng chánh đẳng chánh giác. thì trí huệ đức năng trong tự tánh mới khôi phục được viên mãn hiện tiền viên mãn không có một mảy may khiếm khuyết vậy là vào cảnh giới đầy rồi kinh văn dưới đây là thế tôn giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng. Phải dùng thần lực trí huệ của Ngài làm phương tiện cứu giúp bảo vệ chúng sanh. Đây là chứng tỏ sự yêu thương quan tâm của chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh. Ân đức này vĩnh viễn là vô tận. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật.